Hello cả nhà ơi, hôm nay em muốn giới thiệu đến cả nhà một cái loại Thức uống. thức uống mà cả nhà sẽ dùng rất là tốt trong cái mùa Covid này. Cho những ai chưa bị Covid thì mình sẽ phòng Covid rất là tốt. Có một số cái người bạn đã sử dụng cái loại nước uống này và có hiệu quả rất là tốt trong cái mùa Covid này, mặc dù họ đi tiếp xúc rất là nhiều người ở bên ngoài có dấu hiệu F0. Và đặc biệt là những người sau khi bị Covid thì mình cần dùng nước uống này để mà mình tăng cái sức đề kháng cho cái hệ tiêu hóa hô Hô hấp hấp. của mình á. Thì đây là em có một người chị là chủ của cái nhãn hàng này luôn, đây là tinh dầu Lamela. La mê la. Đây là tinh dầu tự nhiên mình có thể uống được nha cả nhà. Đây là tinh Dầu dầu bưởi. đây là Cam. cam, đây là màu cam. Dầu Tinh dầu cam. cam này là một số loại tinh dầu trên thị trường á, thì mình sẽ rất là khó tự tin để mình uống được, nhưng mà đây là em biết cái chị chủ này và mình đã được thử nghiệm rất là nhiều, Một chị cho uống trăm rồi phần thì này trăm là vỏ uống được cam. cả nhà. Đây là tinh dầu vỏ cam, 100% tinh dầu vỏ cam. Đây sẽ dùng là 1 tới 2 giọt trong 50 ml nước đun sôi. Đây công ty Lamela có giấy chứng nhận đàng hoàng, đây Lamela nha. Rồi ngoài ra còn thêm một túi nữa là tinh dầu bưởi hả? Dạ Ủa đúng nói rồi. hôm nay là bạc hà, Bạc bạc hà. hà. Đây là tinh dầu bạc hà cả nhà. 100% bạc hà thiên nhiên. Thì có trao đổi với một số anh chị làm trong công ty này thì cái khâu mà chọn nguyên liệu của Lamela cũng như là sơ chế để làm tinh dầu thì cực kỳ chuẩn, và các anh ấy phải làm đạt tiêu chuẩn rất là kỹ vì chị chủ này là hướng đến an toàn sức khỏe rất là cao cả nhà. Thì uống là 1 tới 2 giọt. Chị chia sẻ là cả nhà chỉ là mỗi một sáng là cứ pha và uống cả ngày uống với tinh dầu. Và ngoài chị còn tặng cho cái hũ mật ong hoa cà phê. Mình cho cái mật ong này vào trong tinh dầu cũng sẽ rất là ok luôn cả nhà. Em sẽ dùng thử cái này. Còn ngoài đây là cái này là cái gói thơm này tặng thêm luôn cả nhà. Thì những cái sản phẩm bên chị thì mình mua Thơm không? mình có thể là này xong sản phẩm mới à. Ôi, cái hoa. Hoa đẹp lắm, những cái hình Sáp thù rất thơm là à? đẹp, sáp thơm Sáp thơm lắm. thơm mùi tinh dầu. Mùi tinh dầu Đúng thì không? cái chính em giới thiệu qua nhà đây là cái hai cái hũ tinh dầu này nha. Dầu giờ mà vợ khui một cái đi. Đây là tinh dầu bạc hà. Mình mở tinh dầu bạc hà nha. Em Ngoài ngoài ở đây ra là kéo kéo ngoài kéo ra kéo còn kéo kéo có từ từ đây nhiều loại tinh em dầu kéo ở nữa. đây. Đây ô trong này cái chai đây cả nhà, chai tinh dầu cũng như là kéo kéo hẳn đó. Đây là cái chai rất là đẹp nha, nhà em rất là quay tự nhiên thôi chứ cũng không có phải hiệu ứng dàn cảnh gì đâu nha. Tinh dầu Đây bạc chai hà tinh dầu nè, 10 ml. cái này mình sẽ lắp cái này vô cái phần này để Em lắp nha. mình lấy cái vỏ khui đi. Một loại vậy là 10 ml. Một lọ này là 10 ml. Không em gắn vào cái này để mình bóp ra. Dạ em biết rồi. Phải mở cái nắp này trước. Thì làm cái gì trước nó cũng được mà. Gắn gắn cái kia vô. Mình gắn cái đồ lấy tinh dầu gắn vào đây nè. Rồi, sau mình Này giống như lấy thuốc. rồi. Cái nhà. Cái đó bao nhiêu ml ta? Cái lọ này là 10 ml. 10 ml hả? Một lần Dạ. hút là anh ghi giấy hút hết chưa? Hai ba giọt thôi, một hai giọt thôi À. cho 50 ml nước, còn nếu mình mà các bạn nhớ là dùng nước nóng nha. Nước Đây. ấm á, chứ mình không có dùng nước 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 lạnh tại vì tinh dầu mình cho vào nước ấm nó mới có tác dụng. Đây, rồi bây giờ thơm vô cùng luôn. Ôi thơm, cái mùi thơm nồng nàn luôn á. Rồi, cho vào đây cái này mình hơn á, này chắc khoảng 200 Chắc một. 2 giọt á. Thôi Rồi nhiều được. nhiều đi uống cho ngon. Tại ly nước to mà hai vợ chồng cũng uống mà. Thơm lắm cả nhà. Uống cái này nào Đứa này nhanh hết mình giúp sát khuẩn đường cổ nè, rồi lắm. tăng sức đề kháng nè, Thơm lắm, thơm lắm. hậu Covid nữa, hoặc là trước khi có, hoặc là bạn tăng sức đề kháng trong cái mùa Covid này để mình ngừa á. Các bạn khuấy lên vậy nè, rồi mà các bạn cẩn thận á, con mình đi học á, mình pha một bình nước ha, xong rồi mình cho vài Ờ giọt tinh nhanh dầu vô để cho mấy đứa nhỏ nó mang đi học uống nước. nước là nó không. Rồi nếu mà mình thấy nó mình thích cái vị hơi ngọt ngọt á thì mình sẽ cho vào đây vài giọt mật ong, hoặc là mình không kèm mật ong cũng được, tùy mình thôi. Ồ, Đi đóng bói cái cầm cẩn mật thận ong này ha. là tặng theo combo, nếu mình mua hai lọ thì tặng một lọ mật ong, nếu mình mua cái mùi tinh dầu nó bay lên thơm vô cùng luôn.
Lấy cái muỗng ha, lấy xíu mật ong nha, muỗng này hơi to. nè. Còn mình uống thì mình không dùng mật ong cũng được, mà mật ong được nó tốt Đó, hơn đi được. đúng bộ luôn Đây á. các bạn, rồi Mật cho vài ong, giọt mật mật ong cho ong khoảng khuấy lên. Mật ong cũng giúp sát khuẩn đường đường hô hấp rồi tăng sức đề kháng nữa. Nhất này. là trong cái mùa Covid này mình cần phải tăng sức đề kháng thật nhiều, mà mình tăng bằng cái nguyên liệu tự nhiên càng tốt. Rồi, sau đó thì mời anh xã uống thử. Đưa lên. Đang Thì cứ uống quay. đi có sao đâu, anh xã uống đi. Rồi rồi xong lúc mới đây cái chai này Đó là chai là tinh dầu bạc hà đây nè các bạn. Mình mua của chị này rất là à, thế sao? nói với các bạn á, mình có điều kiện mình nên đầu tiên là mình thử trước, Mình chăm sóc sức mình khỏe cảm nhận, mình chăm sóc sức khỏe của mình đi. Thực sự các bạn á, mình uống nước lọc là cũng rất là tốt cho cơ thể rồi, mà mùa này đặc biệt là mình thêm một chút cái này á đỡ hơn mình đi uống những cái mũi nó thông. mình đi uống những cái loại nước kia không có lợi với khỏe, bia bọt hay tất cả những thứ không có lợi đâu. Cái này nói thiệt cho bạn, bạn vừa mới đưa lên lên mũi thôi là bạn đã thấy nó thông cái họng, Cái cái gì cổ họng với cái mũi rồi. Mình đưa vào trong miệng mình uống thêm một một cái nữa thì nó sẽ chạy qua cuống họng xuống, trời ơi nó phải nói là cực kỳ phê. các Không phải bạn ơi, là vì cái này là của bà chị mình bán là mình giới thiệu đâu, không phải đâu, mình các bạn có phải thử trải trải nghiệm nghiệm đi, không có gì ở hết địa chỉ này nè, đâu. Không, cái này ở đây là xưởng sản xuất rồi, có hotline đây bữa chị nói mình có thể qua đó mình uống thử. 0902 765 951, có cái showroom ở quận nhất ấy, các bạn có thể đến đó thử trước, chỉ muốn các bạn thử trước chứ không 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 có gì cả. Tinh dầu này là tinh dầu dùng đi uống, Dầu để uống ở nhà không phải ơi, tinh dầu chứ không phải là cái xông loại mà các bạn mua về các xông bạn xông 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 trong phòng đâu, à, phí lắm, đừng có nên làm cái vậy. giá nó cũng khá là cao hơn so với tinh dầu kia, tại Đúng vì rồi, dùng để uống mình và tinh đừng dầu nên tự nhiên. so sánh như vậy. Đây là tinh dầu tự nhiên có thể uống được, nó khác với cái loại mà các bạn mua về để xông xông cho nhà nó thơm thơm á, cái đó là Cái đó nó khác là nha, đây cái là đó không không muốn được rồi. đâu nha. Còn đây là tinh dầu cam. Cam, cái Ngoài chai nó cũng giống vịt à. ngoài ra còn có tinh Không dầu kéo ra nữa. bạc hà, cam, Nó bưởi, có nhiều loại lắm sả cả nữa, nhà ơi, nhưng cả mà nhà mình có thể thích search cái cái này. mùi cam với mùi bạc hà hơn. Ở nhà muốn tìm hiểu có thể nhắn nhắn tin vào cái video clip này của em, cũng như là có thể em sẽ giới Đây thiệu để cả nè, nhà mình đến trực tiếp thử nghiệm trước, là mình thử trước đi. thử nghiệm. Rồi, ngoài ra em còn chia sẻ với cả nhà một cái cách tăng sức đề À, kháng ngoài ra có ở khác gia nữa đình hả? nữa. Đây Em nhà tự em đây, làm. nhà em đây. Đây, cái này của em làm một cái ly nước nha, để cái mũi Ngoài của cái anh này đây. mình có thể làm tự nhiên tại Và nhà. đây, sản phẩm của em làm tại nhà. Tỏi ngâm mật ong Tỏi ngâm mật ong cả nhà, tỏi mình băm nhuyễn, xay cũng nhuyễn là một ra. cách, nhưng mà uống cái này thì nó cái vị nó hơi khó hơn xíu so với Hết quá, để vô cái tủ. này, thì cái vị nó hơi khó uống hơn xíu so với Khó là hơi khó. tinh dầu bạc hà và Anh tinh cứ, dầu cam anh nói đây là tỏi ngâm mật ong của em. Đây, thiệt. thơm. Mình mới ngụm một miếng tinh dầu bạc hà. Tinh Đó. dầu cam có tác dụng điều trị ho nữa đó cả nhà. Còn đây là tỏi này, Đúng rồi, các bạn bị ho là các bạn uống cái tinh dầu bạc hà này nè, tinh cam dầu nữa. cam nè, còn tỏi là ngâm mật ong là giúp tăng sức đề kháng. Các bạn có bị đường cao hay gì cũng không có sao cả, nhưng mà chú ý là huyết 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 áp thấp thì mình không được dùng nha. Cho vô đi. Đây mình cho một muỗng, các bạn có thể múc lên gì nè, mình dùng chung cũng được nữa. Mỗi ngày các bạn cho mấy đứa nhỏ nhà mình á, muỗng nhỏ gì nè, giúp tăng sức đề kháng, buổi sáng cũng được mà buổi tối cũng được Ăn tỏi không nó tăng sức đề kháng, rồi nè. cho mình mật múc ong một cho nó mình múc ngọt muỗng nữa. nhỏ vậy thôi nè, còn Rồi. nếu mà nó nhỏ quá nó không ăn được tỏi thì mình chỉ cần lấy mật ong gì cũng đủ chất rồi. Còn riêng với nhà mình á, mỗi ngày sẽ là một muỗng. Cái này hơi nhiều nước đó, cái ly của mình hơi nhiều nước, bớt nước đi, cho vào đây bớt nước đi, nhiều nước quá đó. Rồi khoảng khoảng chừng ly nhỏ nước thôi, hoặc là mình ăn được mình để nguyên muỗng cũng được nữa. Đây các bạn ngâm tỏi trong mật ong khoảng chừng 2 3 ngày là mình dùng được rồi. Khuấy lên tuyệt vời ông mặt trời luôn cả nhà, một sản phẩm giúp tăng sức đề kháng, sát khuẩn đường hô hấp trong mùa dịch Covid. Mình chia sẻ với cả nhà vui vậy thôi nha, Rồi để xin đi, mời cả để lên nhà. chụp hình luôn. Rồi để Cái hết muỗng lên đi chụp. ngâm rồi. Để đi. Rồi, xin mời cả nhà những sản phẩm có lợi cho sức khỏe trong mùa Covid. Rồi ok, cảm ơn cả nhà nha. Một chia sẻ nhanh với cả nhà thôi, thật sự là hãy thử cả nhà ơi, mình cứ phải thử Trời, đi. nó thơm. Và mình đảm bảo được là cái này có Đưa thằng đưa lên bút bắt về này này tinh dầu này uống được. đây là Tinh tinh dầu dầu nha cả nhà, không phải này. bia không phải là bếp quay giờ đây. Ở đưa lên mũi là thơm, mình thấy Thơm có cái lắm. màng tinh dầu ở trên nè. Đúng rồi, Đây đúng là rồi. hoàn toàn quan trọng là cái tinh dầu này hoàn toàn tự nhiên Tự luôn, nhiên và uống được nữa. dùng để uống luôn Dùng để á, uống cái nha. này là dùng để uống đó. Không phải tinh dầu xông Nè. đâu. Essential oil drink nè.
tinh dầu này để uống thôi nha, đừng 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 có các bạn đừng có mua này về xong á là phí lắm nha. Rồi bye cả nhà nha.